Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Từ ngàn xưa, công lao của người cha và ân nghĩa của người mẹ đã được đúc kết qua hai câu ca dao mang nặng nghĩa tình. Quả vậy, ân nghĩa cha mẹ là không gì có thể so sánh được, như suối nguồn vô tận chảy mãi chẳng khi nào vơi cạn. Trong ngôn ngữ của người Việt, mẫu nghĩa là mẹ. Từ niềm tự hào con rồng cháu tiên, được mẹ Âu Cơ sinh ra bởi bọc trăm trứng. Trải qua quá trình bồi đắp và phát triển, khái niệm mẫu ngày càng được mở rộng hơn. Đạo mẫu dần hình thành và trở nên một hình thức tín ngưỡng tâm linh đặc biệt của người Việt, đáp ứng nhu cầu khát vọng trong đời sống thường nhật của một dân tộc được sinh ra, lớn lên và phát triển trong nền văn minh lúa nước. Đường tu không biết bao lần xa xôi, mọi lỗi lầm mâu thời thì xa cho chúng con tâm dạ thỏa mong mâu đêm hoàng pháp. Hoằng pháp đạo hồng độ cho nhân loại được thoát vòng điều linh, cho thế gian hòa bình an lạc cõi năm này vũ nhạc muôn nên đạo gia yêu kính. Đạo gia yêu kính trước tiên, khai thị ngộ nhập đạo tiến vĩnh hằng. Ước lợi dành chi bằng tích thiện đùa sang dầu, chẳng hiền thanh nhân tước ham phẩm bậc phù vân, sinh ra có tướng mà có thân bể sâu. Tiên sao hoa hữu cầu tất hiền, Phật truyền câu tụng niệm tất thông. Phật tiên đang ở cõi hư không, còn nay ở cõi cõi hồng trần u mê. Nén nhang thơm tấu về tam giới hòa
hòa tâm này vời vợi đức tin. Đạo tiên con kính cần giữ gìn. Một con nguyện tâm chung ý thật trước tòa vàng trời Phật chứng minh. Hai nguyện đăng chúc đệ trình lễ tuy bất túc nhưng tâm thành con hiếu. Nguyện thứ ba phụng thờ tứ phụ đến bắt đầu con vẹn đủ không sao. Bốn nguyện trước cửa thiên đài tu nhân tích đức con vun bồi nghĩa cho muôn dân an lạc nước thịnh trường vạn đại hưng long. Sau nguyện cầu chốn từ chúng điện tòa trang lễ con thành cung nhiệm mầu. Nguyện thứ bảy con cầu bàn mệnh thân trang cường tâm tính thung dung. Tam nguyện cầu trốn gia chung lộc tài vượng tiến con tài ngung dài trường. Nguyện thứ chín cầu cho tiến tổ được siêu sinh thoát khổ quỷ tây. Mười nguyện sám hối nghiệp dày lỗi xin ngài xá còn tội dày ngài thương. Trước đền tòa tâm hương bài đào nguyện lòng cầu thành đạo. Văn văn tòa bảng nguy nga thế cho loại xa xa dân dơ vẽ rộng bay vương mua quyền tràng phan tiếp phúc hà xa ai hòa cung kính ngân là phúc. Thank you.
quốc Hà Nội thành Thanh Xuân quận Nhân Chính phường Quan Nhân phố ngõ 145 số nhà 53B hiệu đầu khu phủ Chính Linh từ giữ cô thượng phụng và thánh bảo an đệ tử đồng quan Hoàng Văn Tuấn tự hiền lại thân dẫn đệ tử tân đồng Hoàng Thị Minh Thoa bản mệnh sinh ưu kỷ tính niên hành thanh tam thập ngũ tuế đầu vu mẫu môn cung hành trình lễ phát đâu biểu quan thịnh phật uyên linh cung linh tam tứ phủ hội đồng khai trong đạo lộ tê tử biểu tiền đối tam phủ đấu phân minh chư phật văn chi lai giáng ạ phúc lưu cho tín chủ thọ trường sinh à mỗi vị sứ giả giai trong tiến tài văn tam giới trạc tam quang biểu sứ trạc chân giai tông hóa kiên trì chư phật tối tâm hoan bảo tràng đơn tiền tinh công giá đại hỷ tốc hóa đạt thiên nhan là tiên mở tung dung tình tan hoa thiên thánh nhớ hội tôn đồng mẫu chứng giáng nhớ đặt nề xiên tiên điên tình mời người mẫu đệ nhất tiên điên sắc phong chê thăng xe đoạn đang sang hiệp pháp xơi mong ngân sư phật hài hội thất sao văn tùy giữ kết từng vân thành nhị hương ngân sư phật niệm toàn thân nam mô ứng vân ca bồ tát a la tát bồ ứng vân ca thanh xa hồi kỳ cung trên ngàn dân văn ơi mẫu đề nhị trên ngàn tích xưa thiên thánh ở trên đền ở đông buông sử đinh chân ngang phân khởi chư tôn đệ tử kim thành nhìn lại kim lôi phong khoảnh khắc nhân luân tích đất xa du biến nam tiểu tan trường nằm mô hình vân phả cũng giang bồ tát a la tát thành xa hồi cung đề tam thánh thiên na cung thỉnh mời thanh mẫu đệ tam dưới nhang định nhang dư đợi nhang giải thoát chi đến nhang quang minh vân đài pháp tươi đến tập phương vô lượng vân hương tả nhiệt tu vân bảo trung chuyên đan chấm đủ chấm cam bùng hướng đến nhiều điều linh nghi đậm chư cô đát tả thiên cung thanh xa hồi cung văn võ tần trần triều văn võ quân thần uy định trang giáng như hiên cần
giúp cho. Quốc sử ký Việt Nam Trần Thị Minh, lệnh nhé lệnh đế kế thế đi chỉ bình thiên trường tức bạc địa danh sơn hà dục túng trung linh y khảo kỳ. Để chính vua cha công đồng tứ phủ chứng minh thanh đồng đệ tử có sứ dực nề đức ông tâu đối này chữ thế danh dành thị cho nhị trường sinh khẳng định phu quý lộc tài lớn sư bốn phương làm đạt quá nan quốc thái sướng ca chơi bời quân thần và đạo làm tôn phủ thiên
trường tức mạc địa danh sơn hà dục tu trung linh khám ngờ tình. Mang gì quý quý ngày cung phục ý trung ngơ hoa đồng mộ đức tôn thân thượng minh quân ngô thủ đốn thủ bách bái trần tử nghi đương nghiên nghi bạch Đông Hải Thánh Nam Giác Giáng Thần 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 Thế Tế Trí Công Quy Sát Quỷ Trừ Ta Chí Diệu Bạch Tăng Chí Thanh Sử Lưu Xuân Viên Cấu Thủy Việt Nam Quốc Hà Nội Thành Thanh Thông Quận Nhân Chính Phường Quan Nhân Phố Ngõ 145 Số Nhà 53B Hiệu Đầu Khu Phủ Chính Linh Tử Dũ Thượng Phụng Phật Thánh Hiên Cung Đường Tiền Kiến Lễ Cờ An Giải Hạn Trừ Tai Tập Khúc Minh Thường Gia Nội Bình An Lộc Tài Vượng Tiến Tăng Duyên Sinh Trường Thọ Kim Thần Đệ Thục Đồng Quan Hoàng Văn Thuấn Tự Huyền Mại Thân Dẫn Đồng Tử Hoàng Sinh Sinh Hoa Vạn Mạnh Sinh Hư Kỷ Tị Niên Hành Canh Giam Thẩm Duê Đầu Vũ Mẫu Môn Linh Tử Cung Hành Trình Lễ Bác Tâu Biểu Quan Tỉnh Phật Tam Tứ Phủ Hội Đồng Phật Cầu Khai Phủ Xuất Thủ Trình Đồng Thảo Tiến Sơn Trang Hậu Tạ Thiên Quan Tế Hình Bản Mệnh Cầu Gia Nội Tình An Lộc Tài Thăng Chiến Duyên Sinh Trường Thọ Sương Tức Nhật Toàn Long Nhân Phủ Giám Phi Thiền Ngôn Niệm Thần Đẳng Phương Tư Trần Tế Hạnh Lại Thánh Môn Trình Sáu bảy năm năm hai hai sáu bảy năm vì không đạo hạt đắc an ninh do thị kim nguyệt cát nhật tu biết hương ma kim ngân lễ vật lịch tu trần thủ do văn hiền bái tâu cung ly à cung thỉnh trần triều hiển thánh nhân vũ hưng đạo đại ngọc bệ hạ trần triều khải thánh vương phụ vương ngọc điện hạ trần triều lục bộ đức có ông Phương Thế Gia Phong Thải Vương Việt Hạ Thả Ức Công Đồng Văn Võ Linh Quang Thánh Thiện Phục Nguyện Hà Đại Vương Nguyên Thánh Đức Hương Hương Thần Phong Hổ Đặng Nhật Phái Đạo Học Nhật Trường Thời Đồng Tư Viết Thọ Viết Khang Viết Hậu Thường An Thường Thịnh Gia Môn Hữu Vượng Lợi Lộc Thanh Thông Viết Thiết Sở Cầu Tất Giai Quả Toại Đãn Thần Lạ Tình Cô Nhâm Thích Thiết Sinh Tinh Chi Chí Cẩn Số Tiên Vận Quý Mão Nghiêm Thập Hữu Nguyệt Cát Nhật Đệ Tử Khấu Đầu Hòa Nam Thượng Sớ Nhà quân đeo theo đi đường đường xin chính mê hương đội nào nghiêm chỉnh trước sau trên thuyền ơi dưới bờ đùa nhau uốn nhưng ở núi nghe đắp đâu thì tạp sông
phong Hà Thanh Hải Yên thời phúc sinh xuất hiện Nam Bắc tường vẫn ai đã lưu qua Hoàng Thiên Bích Bình Nam Bắc giác trần ứng mộng lý định sinh thác chế thác định sinh Trần Thị Sức Ngơ Tô Thành ra hồi phúc Đời Trần Thị mở mang tam hải Đức ông tỷ ta dòng dõi kim chi Giáp má binh chỉ bao phen Giáp má binh chỉ Đã đi vu khắp lại đi phạm trần các con đức ông về trên thác các quan ta văn hiệu võ đường đoan đang đến quân thủy quân bộ hai hàng thiên binh văn ba thắng hà kém xa hình triển đến bộ bát tử sớm điệp dựng nên kinh ngân sớm dựng nên ông tôn đối ngày chủ phiên dành độ cho tiền trường sinh của
Phật nhà ngũ quy khác linh thọ truyền về cho vững bệnh tôi được. Đâu lắm chi cuối lập tài đề đa bốn mùa vẫn là cát qua. Khai quang sóng nhang thật kỳ siêu quán biên chiếu tin tôn ngã tích động cũng sang kim cung hoàng lân cận thánh đế thiên trung vương. Dòng tay con
thần. Thanh gia ơi, học dịp danh danh của đôi kim chi, học dịp danh danh không thấy xưa khi nhất nơi cầm quyền anh, quyền anh thì ai đã ý. Thơm ngát mi một nhà Huệ Lan, thơm ngát đi một nhà hiệp vì cây mọc từ tuần mình nở hoa. Trời biếu vào thiên đường hướng về kiếp nước bạc anh linh đi lấy lương thờ. Các con vương cô về truyền pháp các quan, ta vắng hiểu bỏ đường đoan đông đến quân tỷ quân bộ hai hàng thiên binh văn hạ thẳng hà kéo xa lệnh truyền thiên đội vạn cư. Sớm kiếp dựng nên kim ngân sớm dựng nên vương cô tâu đồn chú tế sạch dành độ cho để trường sinh. Ở nhà phú quý các linh thọ chưa về cho giúp bệnh đôi đường. We'll be right back.
xin những nón đạo đục đục mây quân ý định dược sơn quân quân rồng mờ bay lũ ngô đài tạm nước vì nhường chính cùng đào tiên đầy lộc non nước bồng Tây Phương Mang xuân sang
hứa ngoan kỳ mát cõi sân phút đã lên tiếng thần thông mơ biến hoa biến thần thông biến hóa vô biên, phàm trần ai biết chúa tiên ẩn mình trên đông cuồng sơn thủy hữu tình. Biết bao thành đồng sơ bọc bát
hẹn biết bao thay đời sợ mong ba điệp gia huy tạc cháu huy trước chú bà tạc trần khoác nghi hòa phù hương y y y a bye.
sơn cha, kim ngân thoi núi bạc bạc kinh dương, cơn lá vào lớp thơm lừng, ếch cu tôm cá giò em đủ mùi, bằng chua nên thả quỷ gốc tiên sinh ý.
thanh xa hồi. Lâm thao cao bài quê nhà chắp sáng chú bạc đi. Chị cũng nghe quê chiều ngô tần xóm tỏ phật tình mơ tiện như chú đệ ta nguyện thành cái còn sơn cha. Ngày hôm nay tìm lên sơn trang, tìm
đừng thói núi bạc bạc kim sơn cứ làm vào lúc tự thank you.
quốc tha hương. Từng ngày đứng ở đảng ta đường chơi với tương lai trên đời người chờ. Trên cung quế chiều ra hồi cung đêm nhất tôn quan cung thịnh khởi để biết bóng tôn quan. Sắc ta sang đến trung y ngoài hồng lục chi thân tông tôn quang lục trí thần đều thông quyền tu về tác giới vi phong y phép điện bầu y giáp mít lên vào dầu thượng thiên đoan giáo lên trầu cấp mi bát mi sắc chỉ phong hồ quan lớn người ra quy y quang dòng nhan thật kỳ diệu quan kim chiếu tín tôn cả tích đồng cùng sang kim cung hoàng lân cận thánh đế thiên trung vương sơ tiếp dập lên kim ngân sơ đất dập lên tài về tô đôi chúa biên dành dành về cho kỳ tư trường sinh của nhà phú quý khang linh thọ trường về cho hương bệnh đôi đường dùng mạch đối đường về cho giúp mạch đối đường thắng đinh phú quý lộc tài lộc sư bốn phương làm tạp quang làm lễ khai đàn quan vi làm lễ khai đàn đổ cho khi tối từ giây mình mang đổ cho ba chữ giác ngộ làm tôi quân thần bài đạo làm tôi trên phần lòng trời dưới được lòng dân hội đồng nghiêm chỉnh ba quân sớm lý nhân đồng quan vi chấm lý nhân đồng độ cho ghi bôi từ giây đến mình mang đổ cho hai chữ xác rồi
dưới theo đồng tây một lòng không dám đơn sai. Làm lễ quất cầu đứng về làm lễ quất cầu, quất cầu mở phủ cho đồng vinh hoa độ cho tư quý giàu sang. Lính ở sông ăn nước này, lính ở sông ăn tắm cho đệ tử sạch thông lầu lầu nước này đấy ở bể sâu. Tưới lên cây lộc bốn mùa nước này đấy ở thị tè. Lại nở ra sông trứng rồng, lại nở ra rồng hạt thông đầy đầy thấy thông dường ra trứng rồng, lại nở ra rồng cả quạt trước đến con lớn về cả quạt trước đông đổ cho đệ tử cây dây bình an không về cả quạt trước đề. Sinh về cho những trường sinh chữ phù chữ quý hiền kinh đời đời thì cho sức mạnh đôi đường. Thanh ra hồi quảng cai trên thuộc hạt
lớn đi đi quảng khai thông chi thiên địa không dài trước đại thần. Xa vũ mỹ đăng vần phép tôn quang, xa vũ đăng vần bắt muôn mỹ công tử xa gần, đều đến làm tôn. Quang sóng nhan thật kỳ diệu hoàn miên chiếm thiên tôn, đang tích đồng cung giang kim phục hoàng lực cật thành đế thiên trung vương. Ta lắc tập ra ân tư tiền lân vân chúng sinh khô ngã kim cung để khai hoàng chưa thiên tôn. Sớm điệp dựng nên kim ngân sứ dựng nên tướng quan giám sát chư thiên sánh danh đồng cho nhà vũ quy ngang minh thọ trường về cho trong cảnh đôi đường. Khẳng định phú quý lộc tài hơn xưa bốn phương bằng lòng đạt qua. Châm lính nhất đồng lớn về châm lính nhất đồng đổ cho đệ tử ngày dây bị áp đổ cho phú quý giàu sang. Phật lòng trời dưới được lòng phân hội đồng nghiên trình bạc quân mở phủ khai đàn quan bê mở phủ khai đàn đổ cho ghi mới từ thầy lên ta đổ cho hạ chư giang cầu nam lê quấn cầu quan bê nam lê quấn cầu đổ cho ghi mới từ thầy lên ta đổ cho quốc đảng ba xa. Linh tại sông ngân nước này, linh tại sông ngân tưới lên cây lồng xanh tươi đời đời nước này đây ở bình hồ. Tắm cho chín vía đồng tân mắt lòng đồ cho đền vinh hoa. Lại đỡ ra rồng trứng rồng, lại đỡ ra rồng cây thông lại ngừng.
lầy, thành thông dường ra trứng rồng lại để ra rồng. Thỉnh như lai điểm thai thai thân nhân chiếu quang minh, thai những ý thiết thanh thai khẩu khẩu hoang thuyết, thai tân tâm hoang thủy hai túc năng bộ hành song nhạc thập kỳ diệu lớn về chứng minh nhân. Bảo Việt cùng thiên